つくぞ。生きるエースの意志だ。Hello, xin chào anh em nhé. Ở video này thì mình sẽ giới thiệu anh em cách để cách khắc chế cái con Mako này. Cách thứ nhất là anh em sẽ phải sử dụng những cái con tướng nó có cái khả năng khống chế và cân nặng, ví dụ như Wano Zoro đấy, hoặc là anh em phải dồn đam đấy, rất là lớn anh em nhé. Đây, anh em phải sử dụng Wano Zoro hoặc là những con tướng có mang khả năng cân nặng này, gọi là buộc đối phương phải sử dụng đòn đánh thường. Đây, anh em có thể thấy là hiện nay là Mako nó đang bị dính cân nặng và kết hợp dính cả choáng nữa của cái đòn xung kích của mình. Thì như vậy thì Mako nó sẽ không sử dụng được cái đòn tấn công chủ động 1 và 3, nó sẽ hạn chế được cái khả năng hồi máu anh em nhé. Đấy, đây là đang ở turn thứ 2 rồi anh em ơi, nhưng anh em cứ để bình tĩnh nhé. Con Mako này khi nó xóa được cái debuff này thì nó lại hồi máu như gì, như trâu như bò luôn anh em ạ. Đây là một cái team đây anh em nhé. Bình thường ở đây của mình là Kaido 9 sao này, Wano Zoro mình 11 sao nhé. Đấy, và Luffy mình 9 sao, Big Mom mình 9 sao và Crocus mình 8 sao. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cũng không thể kết liễu được cái con Mako này trong gọi là một sớm một chiều đâu anh em ạ, mà nó cần phải đúng thời điểm anh em ơi. Đấy, choáng đúng thời điểm và kết hợp với ulti của Kaido và của Zoro thì mới có thể làm lên cơ sự được anh em ơi. Đấy nhá, như vậy là sang đến turn 2 Mako mới bắt đầu xuất được cái chiêu, và hiện nay thì Mako nó đã được giải phóng cái kỹ năng khống chế rồi và cái cân nặng rồi. Bây giờ anh em cùng để ý nhá, nó hồi máu thực sự là một con tướng rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn, nhưng tuy nhiên ở server Việt Nam thì còn phải rất lâu nữa nó mới ra anh em ạ. Ở server Việt Nam thì dự phải tầm năm nữa mới ra, hơn một năm nữa mới ra được, bởi vì cái hệ thống tướng hiếm UR ấy thì hiện nay là rất là nhiều đấy, nên thứ tự ra thì hiện nay Mako thì còn phải xếp sau rất là lâu anh em nhá. Đây, kỹ năng 1 này đấy, anh em thấy chưa, hồi 1.320.000 máu, thế thì làm sao mà lên được, lại lên full cây máu anh em ơi. Nên là nó cần phải kết hợp đúng một cái thời điểm. Ví dụ anh em chơi những con tướng có độ cân nặng cao đấy, như Wano Zoro này, cân nặng là chỉ sử dụng đánh thường, và sau đó thì nó phải kết hợp là với ulti và các đòn đánh khác anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, nó hồi máu theo cái gọi là cái đòn đánh của nó, tức là cái nó cái khi có cái dấu ấn ngọn lửa xanh này thì đầu mỗi hiệp nó sẽ hồi 200% máu và nó duy trì 2 hiệp. Anh em bảo thế thì làm sao mà đỡ được, đúng không? Vừa rồi nó hồi hơn 700.000 máu. Đấy, lượng đam gây ra của Zoro mấy cả Kaido còn chưa đủ để cho nó nhận hồi máu được. Đấy, bây giờ đến turn thứ 5 rồi anh em ơi. Đấy, một cái cách nữa thì anh em có thể sử dụng kết hợp với các con tướng cấm trị anh em nhé. Ví dụ như là Rainen ấy anh em ạ, là cũng là một con tướng cấm trị. Đấy, đây là ulti Zoro của mình này. Đấy, hiện nay thì con Mako này nó đang bị dính khiêu khích này của Big Mom này, cân nặng là của Wano Zoro anh em nhé. Đấy, nhưng tuy nhiên là tí nó lại hồi máu như hạch bây giờ anh em ạ. Thật sự là mình đã kiếm được một số trận đánh ở bên server Âu rồi. Đấy, cũng có nhiều trận đánh của Mako này rất là tương đối là hay anh em nhé. Đấy, thì mình sẽ kết hợp là làm những video về bên server chung và kết hợp cả những trận đánh hay ở bên server nước ngoài, bên server Âu nữa anh em nhé. Đấy, anh em nào có đam mê chơi thì anh em có thể chơi ở bên server Âu cũng được, bởi vì server chung là anh em tạo tài khoản và gọi là xác minh ID nó khá là khó anh em nhé. Rồi, lại choáng rồi, thấy chưa anh em, thấy chưa, tức là anh em phải làm sao phải khống chế được nó liên tục để cho nó không sử dụng kỹ năng 1 và kỹ năng 3. Đấy, thì cái khả năng giành chiến thắng của anh em, cái khả năng tiêu diệt được Mako nó mới bảo đảm được. Đấy anh em ơi, đây là cái nội tại của Mako nhé, là khi nhận đòn sát thương chí mạng là gây chết, nó sẽ ngay lập tức hồi lại 20% lượng máu. Đây thì con Mako này mới chỉ 5 sao kỹ năng level 1 thôi, thì nó chỉ hồi lại 10% lượng máu thôi anh em nhé. Đây, nếu không giết được nó lại hồi máu là 200% HP này, nếu để sang turn tiếp theo này. Tí nữa này anh em để ý nhé, sang turn thứ 9 nó sẽ hồi lại 200% đấy công, 700.000 công, 700.000 anh em thấy chưa. Đấy, đây rồi, lại cân nặng rồi. Đấy, quan trọng là phải cân nặng được nó anh em ạ, cân nặng hoặc là gây choáng được nó thì mới chết được. Đấy, anh em có thể thấy là một con boss thôi, con boss tinh anh thôi mà đối với team của mình như này mà phải đến turn thứ 9, turn thứ 10 mới giết được anh em ạ. Đấy, chứ còn bình thường thì đấy, lại hồi 700.000 máu ấy, rất là trâu bò, rất là khủng luôn anh em ơi. Đấy anh em nhá, đúng turn thứ 10 thì may ra mới giết được anh em thấy chưa.